mọi người nhìn vào đi, đây clip giới thiệu thành viên mới đàng hoàng, thì tôi clip sau rồi anh trôi cũng được đi. Mà bỏ anh bỏ ba thứ tầm bậy vào, thuốc thang nó hút vào phổi đâu phải là ấy đâu. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thật sự mà nói sao ta, thật sự là hôm nay mình làm cái video này thì cũng nội dung là chôn thôi. Mình sắp chôn đây là thành viên mới của kênh của mình. Em nó tên là Bình. Mình đã hẹn em nó là đến nhà mình để mà em bàn tính để mà làm video. Nói chung là bàn tính ý tưởng để làm video để up lên kênh để phục vụ cho mọi người xem. Hôm nay là mình mới nghĩ ra được cái màn chôn, đó là chiếc gọi em nó đến. Thì thật sự là mình nghĩ ra một cái như thế này, là điếu thuốc này mình sẽ lấy hết cái ruột ra, mình trộn cái này tóc này các bạn, thành tóc đó, để xem thử em nó hút thấy cái khét rồi xem thử phản ứng của nó sẽ như thế nào. Tóc này là bên cạnh nó là còn có lông này nha các bạn. Lông gì thì bí mật, anh em cùng xem video nhé. Mình sẽ lấy cái ruột của điếu thuốc này ra. Mình hẹn nó 12 giờ mà bây giờ là 11 giờ rồi. Ok anh em, đó mình sẽ bỏ cái này vô điếu thuốc. Ok anh em, đây là mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ chờ em nó đến và mình sẽ bắt đầu mặt chung. Và bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho nó. Ừ, em đâu rồi? Giờ xuống nha, anh đợi đó. Xuống làm video để anh giới thiệu thành viên mới của kênh chứ. Rồi, ok anh nha, anh đợi nha. Rồi. Body and a boy make a big noise, telling in the sea gonna be a big man someday. You got mud on your face, big disgrace, kicking a can. Chạy xe vô luôn em ơi, Bình. Mở để cái cổng ra chạy vô luôn. Mẹ, ông làm YouTube mà ông hẹn mấy giờ mới lên không? Ăn cơm anh chưa được ăn đây nè. Đang quay à? Đang quay đây. Quay đây vô giới thiệu luôn nè. Đi qua đây. Xin chào tất cả các bạn. Quay thật không? Đây là thành viên mới của team mình, kênh I Love You. Thì hôm nay mục đích là mình giới thiệu đến các bạn đây là thành viên mới, để sau này các bạn có coi video mà không thấy em Quang hoặc là em Thiên như những video trước thì là mình thấy đã... mình đó, đơn giản thôi. Thì mình đã chia video ra rồi, nói chung hai em kia là về ăn uống ẩm thực gì buổi tối thì là hai em đó, còn này là chỉ có clip vui vẻ rồi là chôn chiếc này này nọ thôi, chôn chiếc rồi là vui vẻ đi thử thách rồi làm vlog với mình vậy thôi. Mà hai kia quay video ăn, còn em quay video chủ đề này có ok không? Chỉ em như nào được, miễn sao anh trả lương cho em được là được thôi chứ có gì đâu. Nên là thế này. Ôi, video anh được thuốc không sao, mình đây là mình quay video trong cái tinh thần là thoải mái sao hết. Trước khi ấy thì anh cũng là mới nhớ là quay là có để thuốc đây thì sợ là người ta nghĩ là mình hút thuốc tệ nạn, nhưng cũng là giải thích rồi, hút cho vui, hút xã giao. Thì là em giới thiệu sơ qua về bản thân đi. Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên xin phép cho mình gửi tới tất cả các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Em chào. Em làm em người nổi tiếng. Em chào đàng hoàng. Thời điểm mình đang làm kênh đây là kênh của mình chỉ có gần 4.800 người đăng ký và subscribe kênh của mình thôi. Ông làm như ông cả thế giới mày biết rồi, ông giới thiệu. Rồi cái đi họ tên rồi cái gì đó là nhà cửa rồi như thế nào? Thì mấy bạn coi video của anh Vũ nhiều cho cũng biết rồi. Thì mình tên là Bình. Đấy, hiện tại là mình mới đi làm ăn xa về, hiện tại đang thất nghiệp. Thì cũng thời gian này đầu anh giới thiệu làm ăn xa rồi sau này là công việc chuyển về gần nhà. Thì cũng chuẩn bị có công việc mới thì này nọ đó thì tham gia làm thời gian đánh làm với anh đúng không? Làm với anh Vũ thôi thì mình mới làm video thì có đang còn bờ ngỡ, thì có gì mong tất cả các bạn thông cảm giúp mình. Mẹ nói đang còn ngọng đi làm video với anh nữa. Em phải tập làm quen nói trước camera này đi. Đó, trước khi anh được làm quen rồi.
em phải bờ ngỡ vô này nọ chứ. Thì thế này. Thì mình cũng đã giới thiệu như vậy thì thời gian tới này mình làm video thì mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ kênh để mà anh em mình có động lực ra video mới. Thì em làm đây, xác định làm đây nhưng mà có hợp đồng là đầy đủ không? Còn làm YouTube thì mình cũng đã nói rồi là mình sẽ cố gắng, hai anh em thì cái phần đó phần tế nhị thì không nói, anh em mình cứ làm với nhau đi. Còn cái phần kia thì là bình thường. Phần tế nhị là như nào vậy? Thúc anh cho vui. Không anh. Xin phép các anh em trong này rồi là cứ là anh em mình là tập tành hút cho vui. Chứ còn mà nghiện ngập hay là... không thể nào bỏ thuốc được thì cái đó không phải. Nên là... nhập này khó quá. Nên là mình á, thì thật sự là mình cũng đam mê làm YouTube lâu rồi thì... nói chung là trước giờ các bạn xem... kênh của mình á, thì là cũng thấy là kênh của mình rất là nhiều thành viên. Nhưng mà... không, nhưng mà thành viên mà hút thuốc rồi người ta đánh giá. Không sao, cứ hút bình thường. Anh em mình cứ tâm sự bình thường. Cái đoạn này có khi anh cắt cũng được. Nếu mà thấy không ấy thì cắt. Thì là những clip về sau này thì các bạn chỉ thấy là em Quang với em Thiên là làm về ẩm thực với mình. Còn vài cái video về giải trí thì các bạn có thể thấy là mình chỉ làm một mình. Tại vì hai em nó là cũng thời gian nó cũng bận nên... không thể nào là làm với mình xuyên suốt được. Nên là mình mới nhớ đến em Bình đây thì là cũng là anh em thân thiết. Lúc như lúc đầu video mình đã giới thiệu với mọi người á. Đó nên là hợp gu làm về cái lĩnh vực giải trí này, thử thách hoặc là quay vlog ở những cái nơi nào đó để mà review lại cho các bạn coi cuộc sống thường ngày ở địa phương mình ở hoặc là cái cuộc sống thường nhật của anh em mình đó. Em muốn nói gì nữa không? Em mình cứ trao đổi tự nhiên thôi không sao ấy. Em thì hồi xưa học ngữ văn em chẳng biết nói gì hết thôi, có gì anh nói đi. Văn chưa về mình thật sự hai thằng kia làm ẩm thực với mình thì nó tính nó hiền lành, nó nhút nhát nên nó ít nói, còn em Bình đây sao mà nó nói nhiều và nó nói nhiều. Nãy giờ em nói được câu nào đâu. Anh kêu em nói nhiều sao cái thuốc nó khét dữ ta khét đó. Anh có bỏ gì vào trong đây không? Anh cứ nghe mùi gì á má. Gì? Nghe mùi... anh bỏ gì hôm nay à? Bỏ gì? Không, em mùi khét thật, giống kiểu không mùi... không thôi, tiếp tục video đi. Mùi giấy hay mùi lông hay mùi gì á? Mở bút vô ung thư phổi chết rồi nha. Rồi à... anh em mình cứ nói chuyện để mà cho anh em hiểu về anh với em thêm xíu đi. Cùng em vuốt tay này. Thuốc mà run cái gì? Ai đốt rác ở đây chứ? Tự nhiên em bị viêm viêm đầu thì em bị chóng mặt đó. Không có đâu, sao không sao. Thôi được rồi. Thôi chắc em có muốn nói gì nữa không? Video có muốn nói gì nữa không? Nói đấy gì, nãy giờ em cầm điếu thuốc lên hút khét bỏ mẹ. Khét bỏ mẹ. Anh bỏ gì vậy? Anh thật. Anh một cười tự nhiên. Anh bỏ gì đâu, hút khét cái gì? Anh thề đi. Anh thề. Em tưởng anh chôn em à, video giới thiệu với mọi người về em rồi là thành viên mới của team của kênh mà ai đi lại làm kiểu đó. Anh khai thật đi, thật. Anh không, em không bỏ gì hết. Hãy hút hút ngon như vậy. Đó, thì mọi người cũng... thôi, em dập. Nhập ra. Dập rồi, thì thôi hút để nói rồi rồi. Hút nhiều quá ung thư phổi. Thôi được rồi. Thôi được rồi, bây giờ anh nói với em thế này. Mệt mệt người à? Thấy sao? Kiểu... không, cũng bình thường thôi, chắc do em không biết, biết mạnh quá. Xích mạnh quá. Thôi thì... thôi để trước khi dừng video thì mình sẽ cho em Bình coi cái video mà mình đã quay trước đó. Để cho em đang tò mò cái khúc đầu mình giới thiệu em như thế nào với mọi người á. Nên để mình cho em coi cái đoạn đó rồi nha. Rồi đó. Em vừa coi video xong sao? Anh buồn cười.
anh em đồ mới về làm, anh làm vậy thật ra em cũng chẳng muốn nói gì với anh nữa. Thôi thì không phải, anh làm là làm vui thì coi như là vui nhưng mà vui. Thôi chắc tụi em khỏi làm. Thôi, mới đầu không. Video rồi, tới giới thiệu thành viên mới để anh làm vậy. Không thế này. Em không. Cũng chẳng. Mọi người nhìn vào đây đây. Clip giới thiệu thành viên mới đàng hoàng thì tôi clip sau rồi anh trôi cũng được đi. Bỏ anh bỏ ba thứ tầm bậy vào thuốc thang nó hút vào phổi đâu phải là ấy đâu. Bỏ anh bỏ ba thứ tầm bậy vào thuốc thang nó hút vào phổi đâu phải là ấy đâu. Có tóc thôi mà. Cái này có vài cọng lông trong đó. Lông gì? Lông gì? Lông thì còn lông gì nữa? Ủa chắc em về đấy. Thôi nó này. Thôi. Em chán rồi đó. Thời đang quay mà em dặn anh vậy rồi sao anh đăng lên được? Quay thì quay chứ anh trời nắng nôi như này anh kêu em xuống. Em đang ngủ em phải chạy xuống đồ tưởng anh quay đàng hoàng đồ ra mắt thành viên mới như này nọ. Xuống tự nhiên em thấy em nhìn thấy hai điếu thuốc này em nghi rồi này. Đó. Thì thật sự anh là cũng muốn giới thiệu với mọi người về em. Thì biết là như vậy nhưng mà anh cũng có nói mọi người là anh chôn em nhẹ nhẹ một xíu. Thì mình làm về chủ đề chôn thì coi như trước sau chị anh em mình cũng chôn qua chôn lại. Chôn thì anh để cái clip sau đi. Clip sau thì bây giờ thì gọi là mình review cái màn chôn dạo đầu giữa anh với em xem như thế nào chứ em làm gì mà ghê vậy. Ủa, chẳng thà anh bỏ cái gì, bỏ cà phê hay là bỏ lá cây gì đó. Cà phê hút thì thơm, lá cây thì... Thôi. Thôi được rồi, thôi anh xin lỗi. Lỗi gì thôi em, thật em chẳng làm nữa đâu. Em chán rồi. Thôi. Đầu video mà nói với anh em vậy. Thôi được rồi. Đó chẳng thà anh bỏ rễ cây hay là bỏ lá cây khô rồi này nọ anh bỏ rễ của anh nữa. Thôi được rồi, đây. Mẹ được. Thật em đi ói đi. Ói gì. Thôi được rồi. Thôi thế này anh em chắc mình dừng video đây thôi. Em mình đây thật sự là mình chơi cũng đã lâu rồi nên là mình chôn đó thật sự là không để bụng đâu. Miệng thì nói như vậy thôi chứ thực sự cũng không để bụng đâu. Nên là anh em xem video á là thấy em Bình có vẻ hơi bức xúc nhẹ nhẹ như vậy thì nói chung là bức xúc vậy là bình thường. Nó cả đời có nó biết giận ai đâu mà. Nên là chẳng thà giận thì anh cho gì phải anh cho tóc thì gì tế nhị của anh vào. Tế nhị là cái gì? Cái lông thì nó lông như lông nách nè. Nách lỡ rồi anh bị hôi nách rồi em hút vào em bị hôi nách lây của anh sao? Ở đâu khoa học nào chứng minh vậy? Thì em nghĩ ra thế. Gớm, anh bỏ gì cho đàng hoàng tí đi. Bỏ lông, bỏ tóc. Mày chôn mà bỏ cái gì đàng hoàng thì thôi chứ gọi gì là chôn nữa thì. Mà cái này thật thì anh bỏ lá cây này, bỏ gì đó, bỏ chẳng sự bỏ cà phê hay là em hút để nghe mùi cà phê hay mùi quế gì này nọ không. Vì video sau đấy anh cho mấy cái tầm bậy tầm bạ cũng được. Mới ra mắt thành viên mới anh cho rồi. Mọi người nhìn em cười chết luôn. Thôi được rồi thế này thôi anh nói đi em chạy em buồn. Thôi nói vậy thôi chứ clip này á là anh em mình làm vui thôi chứ thật sự cũng đâu có giả ý đâu. Thế này đi thôi rồi thôi xin lỗi. Mà xin lỗi cái gì chôn mà xin lỗi không có xin lỗi nhưng mà ý là lần sau em chôn anh lại anh chôn em chôn qua chôn lại làm cái nghề này biết rồi đúng không. Cái nghề này YouTube anh đã thỏa thuận với em rồi làm lại anh em mình chôn với nhau mà đừng có ảnh hưởng gì đến tiền bạc, đừng có ảnh hưởng gì đến cái nhân phẩm cũng như là cái nhân cách, cái tính cách của con người hoặc là ảnh hưởng gì đến gia đình về anh em họ hàng hay xã hội. Nói chung là cái gì không được quá đáng lắm. Còn những cái mà nó nằm trong khả năng anh em mình tự lo được thì nó vẫn là ok. Nên thôi, nên là anh nói sao nhỉ? Thôi được rồi, thôi coi như là cứ vui vẻ bình thường, cái nghề này biết rồi, nói chung thì, là video đầu thì như vậy thì em bỏ qua cho anh, thì lần sau giả sử tôi có gì anh bỏ gì đàng hoàng tí đi. Thôi được, bỏ qua cái gì, thôi được rồi, chôn vậy đi, lần sau em hẹn anh rồi em chôn cái gì đi. Em mặc gì mà buồn vậy? Lần sau phải anh nhớ mặt em đó. Anh nhớ. Lần sau có đổ phân lên người anh cũng chịu. Thôi được rồi, thôi nói chung video này thì nói chung là
Nãy giờ anh em mình cũng trao đổi thì mọi người cũng biết sơ qua tính cách của em Bình là như thế nào. Thật sự là cũng vui vẻ, hòa đồng, không để bụng, ít để bụng mà cũng ít khi mà giận mà thể hiện ra mặt lắm. Khi nào mà giận hay là gì thì cũng cứ tủm tỉm như vừa vậy. Nhưng mà cười anh em như vậy hay biết vừa giận vừa cười, cái loại này mới là nguy hiểm đây này. Nên thôi được rồi, thôi nãy giờ cái đó thì coi như là dạo đầu như vậy đi, để cho em hiểu được cái tính chất công việc là chôn là như thế nào, rồi là chôn qua chôn lại nha. Okay. Được rồi, bắt tay cái coi như là video này là anh em mình là chính thức là hợp tác để mà đón chào thành viên mới cho kênh YouTube của mình. Sau video này anh em mình sẽ cố gắng sản xuất ra nhiều video hay và thú vị hơn nữa để gửi đến các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy hay, vui và thấy nó thú vị thì nhớ like, tặng cho anh em mình. Bù gì đang nói tiếp leo rồi, nói tiếp đi. Các bạn nhớ như thế nào? Like, subscribe và đăng ký kênh. Nói to lên. Anh em mình cái. Nói to lên. Các bạn nhớ. Các bạn nhớ like, subscribe và nhấn đăng ký chuông cho em mình nhá. Đúng rồi. Ok chứ? Subscribe rồi cũng đăng ký. Subscribe và nhấn chuông. Nhấn chuông. Okay. Không cần chia sẻ đâu, chỉ cần các bạn tin yêu hai anh em mình thì kênh của mình thì like và đăng ký giúp anh em mình là được. Rồi ok anh em. Thôi không để mất thời gian anh em nữa, anh em mình xin dừng clip tại đây và hẹn gặp anh em trong những clip sau. Bye bye.